cảm giác trong trẻo mà lạnh lùng ở trong cơ thể chợt biến mất hôn hoan đầu tiên rút về lam ngân thảo vẫn đang hiện ra Màu bằng làm cũng theo đó mà xuất hiện ra biến hóa lòng trời lở đất một đạo quang mang hỏa hồng sắc bên trên từ trong lòng bàn tay của hắn ngân văn lam ngân thảo lập tức trở thành một mảnh màu đỏ bừng giống như đang từ trong ngọc bích biến thành hồng bảo thạch nhiệt độ ở trong phòng tù luyện cũng tăng kịch liệt ngọn lửa nhàn nhạt, nhạt vây quanh ngân văn lam ngân thảo chung quanh hỏa nguyên tố cũng dần dần tụ tập ra về hướng của lam hiền vũ điều này sao có thể chứ Lam Minh Vũ có nằm mơ cũng không nghĩ rằng hôn hoàn thứ hai lại mang đến biến hóa như vậy theo hắn nghĩ thì hồn kỹ thứ hai của Ngân Văn làm Ngân Thảo hẳn là một hồn kỹ tăng phúc cho bằng thuộc tính, giống như băng chiều của đống thiên thú băng, có thể làm cho việc khống chế thủy nguyên tố trở nên càng mạnh hơn nữa. Nhưng mà ai biết, cái hồn hoàn thứ hai này lại không có một chút quan hệ với thủy nguyên tố nào bằng thuộc tính, mà thứ vừa ra tối chính là một cái mạnh hỏa nguyên tố nồng đấm, thủy hỏa bất súng. Hắn còn chưa từng nghe có người nói có thể đồng thời khống chế hai loại nguyên tố này, nhưng đây lại còn là hai hồn ký của cùng một võ hồn quả thực việc này đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của hắn thế nhưng mà sự thật lại bày ra trước mắt không phải do hắn không tín mà tất cả mọi thứ đã nói cho hắn biết đúng vậy hồn kỹ thứ hai của người đúng là khống chế hỏa nguyên tố đối với cái này la minh vũ thật sự là có một chút giờ khóc giờ cười hắn vốn cảm thấy võ hồn của mình sẽ trở lên trên cường đại nhờ huyết mạch tiến hóa nên hồn kỹ cũng theo đó mà trở lên trên càng mạnh hơn nữa nhưng mà ai biết sự thật lại hoàn toàn đi ngược với kỳ vọng của hắn hắn cũng không thấy hồn kỹ thứ hai là khống chế hỏa nguyên tố tốt ở chỗ nào có thể khống chế hai loại nguyên tố cũng không có nghĩa là sẽ cường đại thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố vẫn luôn đối lập lẫn nhau tất nhiên sẽ không thể nào đồng thời sử dụng như lúc hắn mới vừa rồi phóng xuất ra hồn kỹ thứ hai thì hồn kỹ đầu tiên sẽ trực tiếp thu hồi nói một cách khác là hai cái hồn kỹ này của hắn sẽ không thể hỗ trợ lẫn nhau đây là việc làm hiền vũ rất không hy vọng thấy thứ hắn hy vọng đương nhiên là hồn kỹ có thể phụ trợ lẫn nhau nhờ đó mà phát huy ra được tác dụng lớn hơn nữa Thủy hỏa bất súng, thủy hỏa bất súng Nana ở lão xứ làm sao lại biến thành như vậy Làm hiền vụ lúc này vang mẹ mặt buồn rầy rượi mà nhìn Nana Trong khoảng thời gian ngắn Tâm tình của hắn đã rơi vào trong đáy cốc phải tu luyện hồn lực tới hai lần đã gây ra đả kích không nhỏ đối với Lam Hiền Vũ. Hiện tại hồn ký lại xuất hiện vấn đề, thì sao hắn có thể không phiền muộn đây? Dù sao thì hắn cũng chỉ là một đứa nhỏ 11 tuổi. Nana cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nàng có một chút khó tin mà nhìn Lam Hiền Vũ. Nàng chậm rãi nâng tay phải của mình, một ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên trên từ trong lòng bàn tay của nàng. Nhưng sau đó, nó lại ngừng tủ thành một cái hỏa cấu mà lơ lửng bên trên lòng bàn tay. Lam Yên Vũ cảm thấy tất cả hòa nguyên tố ở trong phòng đều đã bị Nana hút lấy, ngọn lửa bên trên ngân văn làm ngân thảo của hắn cũng trở lên trên yếu đi hắn chừng lớn hai mắt ngơ ngác mà nhìn nana nana là lão sứ người người cũng có hỏa nguyên tố sao nana cũng làm ánh mắt quái xị mà nhìn hắn ban đầu ta rất hoài nghi về huyết mạch của người ta rất kỳ quái vì sao ta lại có cảm giác rất gần gũi với người hiện tại xem ra suy đoán của ta hẳn là đã chính xác huyết mạch của chúng ta giống nhau hoặc là nói huyết mạch của chúng ta rất có nhiều điểm giống nhau có lẽ hồn kỳ thứ hai của người cũng đã chứng minh điểm này làm Minh Vũ ngờ ngác nhìn nàng Nana lão sớ và điều huyết mạch của người là cái gì Nana cười khổ ta không nhớ rõ cái gì ta cũng không thể nhớ ra nổi ngay cả năng lực của bản thân ta thế nào mà đến ta cũng không biết ta chỉ mơ hồ là biết ta có thể dùng những lực lượng xí những năm gần đây lực lượng của ta đang dần dần thức tính nhưng mà chỉ nhớ lại vẫn không có khôi phục có điều ta không nghĩ tới sẽ có một người có cùng huyết mạch như ta có lẽ lần thứ nhất nhìn thấy người cũng là vì huyết mạch trên người của người đã hấp dẫn ta vì vậy ta mới cảm thấy người rất là thân thiết nếu là như vậy thì ta biết rằng mình nên dạy người thế nào rồi. không có ai thích hợp làm lão sư của người hơn ta Lam men vũ vội vàng gật đầu liên tục sự cường đai của nana lão sư hắn cũng đã thấy rồi. nàng cung có hỏa nguyên tố vậy thì thật sự tốt quá Nana lão sư vậy ta nên làm cái gì như thế nào đấy? Miên vũ làm ra vẻ mặt chờ mong mà hỏi. Nana nói, đồng thời có được thủy nguyên tố cơ với hỏa nguyên tố cũng không phải chuyện gì xấu. Quan trọng là ngươi lên học sử dụng chúng như thế nào. Không sai, thủy hỏa bớt súng hai thứ này tường khác nhưng mà đi sinh sống đối với tường khác cũng không phải là không có tương sinh. Ví dụ như vậy. Vừa nói, nàng vừa lưng tay trái mà bắn ra một giọt nước tới hỏa có bên tay phải Lập tức thì hỏa diễm mãnh liền trùm lên, nó đã trở lên thì mãnh liệt hơn trước rất nhiều khi mà hỏa diễm tràn đấy mà thủy nguyên tố lại yếu kém, như vậy thì thủy nguyên tố sẽ thành thứ cổ vũ cho hỏa diễm. Trái lại khi mà thủy nguyên tố đủ mạnh mà hỏa nguyên tố lại là yếu hơn lúc trước, thì là hỏa nguyên tố cũng có thể làm cho thủy nguyên tố sinh ra hơi nước, xuất hiện các loại biến hóa kỳ lạ. Hỏa diễm nhất định là cuồng bão mà thủy nguyên tố lại là thay đổi liên tục. Bởi như vậy, thủy cùng hỏa cũng không phải hoàn toàn tương khắc. Sử dụng thật tốt sẽ sinh ra một ít hiệu quả đặc thù. La hiền Vũ tò mò mà nói, thế nhưng mà phải như thế nào mới có thể sử dụng thật tốt đấy? Nana nghiêm túc nói, điều này cần chính người tự đi cảm ngộ. Người tới đây, nàng vừa nói sao vừa tiến lên trên một bước, một tay ôm lấy vai của làm hiền Vũ, ngân quang lóe lên trên hai người hự biến mất. Lam hiền Vũ chỉ cảm thấy một chồi choáng váng, tất cả lên trời lên trên không giống nhau. Ngay sau đó, rừng luồng gió lạnh gió thổi phần phật trên thân thể hắn giật mình phát hiện ra rằng mình đã ở giữa không trung xung quanh rất đen chỉ có từng điểm tinh quang dưới chân là mảng lớn mây mù cái này nana lão sơ làm thế nào mà được làm sao chỉ một cái nháy mắt đã lên trên tới bầu trời hiền vũ nhìn xem nana vừa nói vừa nâng tay phải trong lòng bàn tay hiện ra một thủy cầu La Men Vũ vội vàng nhìn chăm chú, viên thủy cầu này là màu làm nhạt nhưng nó lại biến hết sức rõ ràng ở trong đêm đen như mực này. Sau đó hắn liền thấy viên thủy cầu bắt đầu xoay tròn, rất nhanh ở bên trong đã xuất hiện ra một cái vòng xoáy. Chính xác mà nói thì chính là thủy cầu biến thành ánh sáng đấy. Dưới sự xoay tròn cấp tông cấp độ của thủy cầu cũng đã bắt đầu thu nhỏ lại. Cái này có vẻ là áp xúc thủy nguyên tố. Theo tinh thần lực lượng tăng trưởng, Lam Hiền Vũ cũng có một ít tầm đắc của mình đối với việc khống chế nguyên tố, cho nên hắn cũng có thể nhìn ra được Nana cố ý làm động tác chậm kia là đang làm gì. Cổ tay của Nana khẽ run lên, viêm thủy cầu đang xe tròn thủy cầu liền lơ lửng ở trên không trung. Trong lòng bàn tay của nàng lại có một cái hỏa cầu xuất hiện, hỏa cầu cũng bắt đầu xe tròn với tốc độ cao. Làm miền vũ phát hiện ra, hướng xoay của cái hỏa cầu này là trái ngược với viên thủy cầu kia. Hơn nữa, viên hỏa cầu này cũng không phải ánh sáng mà nó cò rút lại từ bên trong. Màu sắc của nó rất nhanh liền biến thành màu đỏ sâm từ trong màu hỏa hồng sắc ban đầu. Sau đó, nhón tay của Nana bắn ra cũng không biết nàng làm như thế nào. Nhưng màu hỏa cầu kia liền cứ như vậy mà bắn thẳng vào trong thủy cầu. Cả hai vẫn đều đang xoay tròn với tốc độ cao nên không ai chạm vào ai. Thế nhưng mà nguyên tố nóng bỏng tất nhiên sẽ gây ảnh hưởng đến thủy nguyên tố. Rất nhanh ở trong thủy cầu liền hiện ra một tầng sương mù. Nana hất tay lên, hỏa cầu của mấy thủy cầu liền bay ra ngoài mấy chục thước. Sau đó đột nhiên vang lên trên một tiếng nổ vang. Một đoàn quang máng hai màu hồng làm bỗng nhiên nổ tung, làm phạm vi 10 mét quanh đó hoàn toàn bị chiếu rọi thành một màu. Hỏa nguyên tố trở lên trên càng thêm cuồng bão, đồng thời còn mang theo một cái loại cảm giác kinh khủng. Thủy nguyên tố cùng với hỏa nguyên tố còn có thể dùng như vậy sao? Lam Yên Vũ tự hỏi, với năng lực khống chế của mình là tuyệt đối không thể nào làm được điểm này. Mấu chốt là hắn đã không nghĩ tới, thì ra sau khi hai loại nguyên tố này kết hợp còn có thể sinh ra hiệu quả như vậy. Việc này thực sự đã làm cho người ta rất chấn kinh. Kết hợp giữa thủy nguyên tố cùng với hỏa nguyên tố còn sinh ra hiệu quả gấp mấy lần như vậy là thật rất khó. Gần giống với việc dùng hợp quang nguyên tố với ám nguyên tố, nhưng nếu có thể làm tốt thì uy lực của nó cũng sẽ cực lớn. Cái này không ai có thể dạy người lên làm như thế nào, chỉ có thể dò chính người. Dân sân lĩnh ngộ chân lý của hai loại nguyên tố mới có thể kết hợp được chúng. Không có kỹ xảo gì, mối chốt nằm ở trong mức độ lĩnh ngộ của mới quen thuộc của từng người. Nana nghiêm túc nói, làm em vỗ lúc này em vội vàng gật đầu, hắn hiểu được. Nana là đang điểm tình mình chứ không phải là đang dậy. Một màn vừa rồi vì hắn mà nói là rất trọng yếu ngân quang lóe lên chín hai đào thân ảnh lại hư không tiêu thất mà ngay một khắc sau khi bọn hắn biến mất một tầng sóng năng lượng đảo quá chân đa đứng bên trên đất băng làm miền vũ phát hiện ra rằng bọn hắn đã trở lại ở trong phòng tù luyện rồi, đương nhiên hắn vẫn không biết làm sao nana làm được nana lão sứ, đây là không chế không gian nguyên tố sao làm miền vũ tò mò hỏi Đúng vậy, Nana nhẹ nhàng gật đầu. Nếu huyết mạch của người thật sự cùng lại với ta, thì sau này mỗi khi người có thêm một cái hồn hoán, rất có thể sẽ có nhiều thêm một cái nguyên tố. Sớm muộn gì cũng sẽ có đường không gian nguyên tố thôi. Là men vũ giật mình mà nhìn nàng. Ô, Nana lão sư, vậy thì người có thể khống chế bao nhiêu loại nguyên tố? Nana mỉm cười, tay phải của nàng vẽ lên trên một đường vòng cung trước người nguyên một đám nguyên tố cầu xuất hiện ngay sau đó thứ la miên vũ quen thuộc nhất tất nhiên sẽ là viên cầu màu lam kia vì nó đại biểu cho thủy nguyên tố mà bên cạnh nó là cầu màu đỏ đại biểu cho hỏa nguyên tố còn có một viên màu xanh các kia đại biểu cho phòng nguyên tố màu vàng có lẽ đại biểu cho thổ nguyên tố cầu màu bạc kia thật là đẹp khí thức của nó khá giống với khi mà truyền tống cùng một lúc trước truyền tống hẳn là không săn nguyên tố còn có cầu màu vàng kiếm đó là quảng nguyên tố trên đây khi tức ấm áp của mỗi thần thánh cuối cùng là màu tím hẳn là loại ám nguyên tố rất hiếm thấy